Anh là người cầm ngọn cờ đầu của chúng tôi. Nhiều người đang nhìn xem anh như một tấm gương. Anh hãy lấy đó mà làm niềm hy vọng cho mọi người nhé. Chúc anh may mắn, Neville Tan. Cảm ơn ông. Đó là những lời tốt đẹp mà ông đã cầu chúc cho tôi. Tôi bước ra như là con người tự do. Khi ngước nhìn bầu trời xanh và bước ra khỏi cổng tù, tôi nhìn thấy những người bạn đang đứng đón tôi ở đó. Tôi thật cảm kích. Tôi biết rằng đó sẽ là điều vui vẻ. Có những thiếu nữ bên cạnh chiếc xe hơi sang trọng. Tôi không biết gì về họ, nhưng họ đã gọi tôi, vẫy chào và nháy mắt cùng tôi. Đó là một sự cám dỗ lớn đối với tôi. Cạnh chiếc Volkswagen cũ kỹ là một vị mục sư lớn tuổi. Ông đang đứng đợi tôi ở đó. Tôi đang đứng giữa ngã ba đường và quyết định chọn để đi đâu và làm gì. Chào người anh em, hãy đến đây. Chúng tôi có rượu và những người bạn bè. Cảm ơn các anh đã đến đón tôi, nhưng không phải là lúc này. Tại sao không phải lúc này? Tôi đã quyết định đi theo mục sư. Mục sư nào? Chào anh Neville Tan. Xin chào mục sư Thay. Cảm ơn mục sư đã đến đón tôi. Chúng ta về nhà thờ nhé. Dân, chúng ta đi thôi. Tôi đã chọn Chúa Giêsu và tôi chẳng bao giờ nhìn trở lại. Tôi chẳng bao giờ hối tiếc khi chọn để đi đến với chiếc Volkswagen cũ kỹ đó, bởi vì cuộc đời tôi đã thực sự thay đổi. Tôi vào trường thần học, gặp vợ tôi và kết hôn. Tôi có ba đứa con thật dễ thương, hai trai và một gái. Năm 1972, tôi trở thành một nhà truyền giáo. Cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi. Đức Chúa Trời đã nhặt tôi lên, rửa tôi thật sạch và khiến tôi trở nên một con người mới. Ngài đã làm tất cả những điều đó chỉ vì Ngài yêu tôi. Chúng ta là những con người vô vọng, đang sống trong thế giới lầm than, làm nô lệ cho tội lỗi. Và Ngài đến để giải cứu đời sống tôi. Tôi làm những điều mình không muốn và không thể làm điều mình mong ước. Tôi thật là một người bất hạnh. Ai có thể cho tôi tự do? Tại sao cuộc đời tôi vướng đầy bao rắc rối, vẫn lưu mãi nơi chốn lao tù? Thầm nghĩ đời này chẳng được đổi thay. Người bạn đang mời gọi, hãy đến, hãy tin Chúa Giêsu, Ngài sẽ giải cứu bạn, Ngài sẽ ban cho bạn sự sống đời đời. Nếu bạn tin, thì một ngày Chúa Giêsu sẽ đến. Ngài đã bước vào đời sống tôi với tình yêu biến đổi. Ngài đến đổi thay cuộc sống tôi. Ngài Giêsu đến bước vào đời sống tôi với ơn phước tuôn tràn. Lửa thiên bùng cháy tâm linh tôi. Giờ đây Giêsu sống trong tôi. Tôi sẽ theo Ngài, Chúa ơi, cho đến cuối cuộc đời, chúng ta sẽ gặp nhau trên thiên đàng. Chúng ta sẽ gặp nhau trên thiên đàng thỏa vui.